bắt đầu. Có in được đâu là in được đâu. Căng vậy à? Mấy mấy đâu mà chen chữ sau ấy. Tôi ghi đâu. Nên là gốc hạn chế.
sao quay ngồi sao kiếm góc nào nó ngồi hợp thích hợp với góc này hơi hẹp. Ốc nhà ốc dài nhất. Dài nhất luôn hả? Không biết ốc à? Dài nhất, ba loại ốc. Hai ốc pin, 6 ốc khung. Cái này thường nó một bộ nó siêu cua một con ốc. Mà cái này biết siêu cua hai con. Thường nó siêu cua có một con còn. Lâu quá. Bộ lắp mười mấy phút. Chứ này chắc phải cắt ra còn một phút rưỡi quá.
Chút xa một xíu, chút xa, để chút xíu một xíu. Rồi, lắp nó mới tư thế đi. Nhìn tư thế ngồi ngã nằm đi. Đi thế nằm, quay ngang qua lên camera mới thấy được. Quay ngang hiểu không? Ừ, đó vậy đó. Rồi. Quay ngang rồi xích xa một xíu. Ừ, đó. Ngồi lên. Ngồi. Còn ngồi là bật bên. Nằm bấm luôn. Còn nếu muốn ngồi thì bôn cái bật thành bật bắt buộc phải thành bật bên. Rồi. Rồi ok chưa? Ngồi thì nó bật bên. Cái khóa sau này đây. Đánh dây vô. Kéo thẳng cái lưng. Cái này phải làm luôn khi vào đúng không? Làm thứ rồi đúng không? Đúng rồi, làm thứ sau. Xong rồi cắt đi.